Để tạo câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết, chúng ta sẽ nhấn vào phần ô nhập dữ liệu. Sau đó thì đặt tên. Chúng ta sẽ điền nội dung câu hỏi vào đây. Sau đó thì điền phần nội dung cần chèn ô nhập đáp án. Để chèn ô nhập đáp án, chúng ta sẽ nhấn ký hiệu này. Sau đó thì điền đáp án đúng. Giả sử như chúng ta có thể chấp nhận nhiều đáp án đúng khác nhau, chúng ta sẽ nhấn thêm đáp án. Nếu như không muốn thêm đáp án đó nữa, chúng ta có thể nhấn dấu X để xóa đáp án đó đi. Sau đó chúng ta nhấn dấu X. Để thêm hướng dẫn giải, chúng ta sẽ nhấn thêm hướng dẫn giải và điền nội dung của hướng dẫn giải vào đây. Sau đó, chúng ta sẽ nhấn lưu. Đây chính là hình thức của câu hỏi điền khuyết. Chúng ta sẽ điền số hoặc chữ tương ứng vào đây.